sẽ tặng cho các con. Cô chú làm ơn nhấn hai để ba tuổi con không rời xa tuổi con nữa. Ba không cần đâu các con. Các con yêu của ba, lại đây ba bảo. Dạ thưa ba. Ba sợ rằng một ngày nào đó ba sẽ phải rời xa các con linh thiêng mãi mãi. Đây là con thứ hai tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Ba sẽ tặng cho các con. Cô chú làm ơn nhấn hai để ba tuổi con không rời xa tuổi con nữa. Ba không cần đâu các con. It went nine, no? Yeah.